những loại vitamin mà phụ nữ mang thai không nên bỏ qua. Bổ sung vitamin khi mang thai không chỉ giúp mẹ và em bé khỏe mạnh trong suốt thai kỳ mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ bị dị tật bẩm sinh và nhiều biến chứng liên quan đến thai nghén, chẳng hạn như sinh non và sinh con nhẹ cân. Dưới đây là những loại vitamin quan trọng và cần thiết với phụ nữ mang thai. Axit folic, một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong vitamin được gọi là folate, hay còn được gọi là axit folic hoặc vitamin B9. Folate giúp cơ thể tạo ra DHA, tăng cường chức năng của não và đóng một vai trò trong sự phát triển của tế bào. Đối với phụ nữ mang thai, nó có thể giúp làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh liên quan đến não và tủy sống của thai nhi. Một số thực phẩm có hàm lượng folate cao như trứng, mang tây, rau xanh, các loại đậu, quả bơ, chuối, dưa vàng, nước ép cà chua, nước cam và gan bò. Sắt là một khoáng chất cần thiết để xây dựng các tế bào hồng cầu giúp vận chuyển oxy trong cơ thể. Sự thiếu sắt được gọi là thiếu máu và là tình trạng phổ biến đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Phụ nữ cần thêm chất sắt để giúp xây dựng các tế bào hồng cầu cho cả bản thân và em bé. Bình thường cơ thể người phụ nữ cần 15mg sắt mỗi ngày, nhưng khi có thai, lượng sắt cần cho cơ thể sẽ tăng gấp đôi, khoảng 30mg mỗi ngày. Để bổ sung đủ lượng sắt cần thiết, mẹ bầu nên ăn những loại thực phẩm giàu sắt như thịt bò, thịt heo, gan, ốc, trai, nghêu, bông cải xanh và các loại đậu. Canxi là một nguyên tố vi lượng có vai trò rất quan trọng giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe cho mẹ và bé. Canxi còn giúp duy trì thần kinh khỏe mạnh, kích thích tố và giúp cơ bắp chắc khỏe. Khi thiếu hụt canxi, phụ nữ mang thai thường bị tê chân, mệt mỏi và mất ngủ. Phụ nữ mang thai nhu cầu canxi sẽ tăng lên 1,4 đến 1,5 lần so với bình thường. Vì vậy, ngoài bổ sung canxi trực tiếp thì có thể bổ sung canxi từ các chế phẩm từ sữa, các loại hải sản như tôm, cua, sò, cá, các loại rau như rau diếp, bắp cải, cải xoăn, cần tây. DHA là một loại axit béo omega-3 đóng vai trò rất quan trọng trong sự hình thành lớp màng tế bào thần kinh, thị giác, chất xám trong não bộ của trẻ. Thiếu DHA trong giai đoạn phát triển đầu đời của trẻ có thể khiến cho trẻ phải đối mặt với nguy cơ chậm phát triển trí tuệ, kém thông minh, miễn dịch suy giảm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thực phẩm có nhiều DHA bao gồm cá hồi, cá chép, cá thu, cá ngừ, cá mòi, cá trích, cá nhám, tôm, cua, mực, lòng đỏ trứng gà, hạnh nhân, ốc chó, súp lơ, bí ngô, bắp cải, cải xoăn, cải xông. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.